Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với một cái video clip nữa với Justin. Các bạn ơi, thật sự ra mình không có muốn làm cái video clip này chút nào hết, nhưng mà mình nghĩ là mình nên làm cái video clip này để mà chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những bạn nào tự làm cái hồ sơ bỏ lánh vợ chồng, có nghĩa là có thể là đang trong quá trình làm hồ sơ hoặc là chuẩn bị làm hồ sơ, thì phải để ý ba cái vấn đề liên quan tới cái hồ sơ bỏ lánh vợ chồng mà mình muốn chia sẻ vào ngày hôm nay. Cái vấn đề thứ nhất đó là sử dụng mạng xã hội. Cái vấn đề thứ hai đó là những cái hình ảnh các bạn gửi lên cho sở di trú. Và cái vấn đề thứ ba là cái độ hợp lý, cái tính hợp lý của toàn bộ cái hồ sơ của các bạn trước khi các bạn gửi lên cho sở di trú. Đối với cái phần mạng xã hội á, thì thật sự ra cái này cũng không phải là một cái gì đó mới. Tại vì đối với các khách hàng của mình á, mình lúc nào cũng dặn dò các bạn là phải để ý những cái gì các bạn đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên là do cái vấn đề dịch bệnh trong thời gian vừa qua thì các officer của di trú họ làm việc ở nhà nhiều hơn, thì mình nhận thấy là họ bỏ nhiều thời gian hơn để xem xét cái bằng chứng thông qua mạng xã hội. Cho nên khi mà các bạn làm cái hồ sơ bỏ lánh vợ chồng thì các bạn phải để ý những cái gì các bạn đăng trên, đặc biệt là Facebook, Instagram là hai cái mà mình thấy là có thể là thông dụng nhất, mà họ dễ tìm kiếm những cái thông tin của mình nhất. Thì trong cái thời gian vừa qua tụi mình cũng đã có những cái nghi ngờ rồi, tại mình thấy là họ bắt đầu họ tìm hiểu nhiều về Facebook hơn. Và độ một vài tuần vừa rồi thì mình nhận được một vài cái thư của các bạn tới với mình, và kiểu như là nhờ mình xem xét có cách nào để mà hỗ trợ các bạn không, tại vì các bạn bị review kỹ hơn về cái vấn đề cái hồ sơ bỏ lánh vợ chồng. Trong cái thư đó thì họ nhắc tới vấn đề Facebook, hầu như là toàn bộ vấn đề Facebook. Thì những cái điểm mà mình có thể thấy được trong những cái thư đó là cái gì? Thứ nhất là họ nói cái Facebook của hai người vợ chồng đó không hề kết bạn với nhau. Thứ hai, họ nói là ồ, tại sao mình là vợ chồng nhưng mà không có đăng, không có đổi trạng thái hôn nhân ở trên Facebook, mình vẫn để cái status là single. Cái thứ ba mà mình nghĩ cái này là nó kinh khủng hơn, đó là các bạn đi comment hoặc là đăng những cái trạng thái status trên Facebook, hoặc là đăng những cái hình ảnh, hoặc là đi comment những cái Facebook các bạn khác, và chứng tỏ là mình vẫn đang có một cuộc sống độc thân chứ không phải là mình đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cái này mình cũng hiểu, đó là đối với một số bạn, những cái cặp đôi còn trẻ thì mình nghĩ mạng xã hội là một chỗ để mà vui chơi, để mà giải trí, để mà chém gió, cho nên là mình muốn nói gì mình nói. Tuy nhiên là khi các bạn làm cái hồ sơ bỏ lánh vợ chồng thì các bạn phải cẩn thận, rất là cẩn thận những cái gì các bạn đăng trên Facebook, vì nó sẽ dễ gây hiểu lầm. Và nếu những người đó là người immigration officer mà họ coi và họ hiểu lầm thì nó sẽ kéo cái hồ sơ của bạn rất là lâu. Cho nên vấn đề Facebook, các bạn phải để ý cái đó và cẩn thận những cái gì mình đăng và những cái gì mình đi comment ở những cái Facebook khác, phải để ý. Họ có thể đọc được, cho dù bất cứ bạn đăng bằng cái ngôn ngữ gì, họ vẫn có thể sử dụng chức năng Translate của Facebook để mà đọc được và hiểu được và đoán được cái ý các bạn muốn nói là gì. Các bạn phải nhớ là mình đã có gia đình và mình đang làm cái hồ sơ bỏ lánh vợ chồng, thì các bạn phải cẩn thận những cái gì các bạn đăng trên Facebook. Cái điều thứ hai mà mình muốn nhắc với các bạn đó là cái vấn đề hình ảnh. Cái này á, đối với khách của mình á, thì mình lúc nào mình cũng nhắc đi nhắc lại, mình soi rất là kỹ tất cả những cái hình ảnh mà các bạn đưa cho mình. Thông thường đối với khách của mình khi tới với mình thì mình nói là ok, cứ chụp hình ảnh, chụp nhiều đi, chụp 300, 400, 500 tấm hình cũng được, xong rồi cứ đưa hết cho bên mình. Những cái nào mà các bạn có thể chia sẻ được với bên mình thì cứ chia sẻ với mình, rồi sau đó mình sẽ lọc lại những cái tấm hình nào mình cảm thấy là có giá trị nhất, và để thể hiện được cái hồ sơ của các bạn tốt nhất thì mình sẽ chọn ra. Tuy nhiên có những cái lỗi mình không thể sửa được nữa khi các bạn đưa hình cho mình rồi, có nghĩa là những lỗi ví dụ như nếu như các bạn chụp hình mà các bạn không cười, những cái lỗi rất là đơn giản thôi. Trong cái ngày cưới của các bạn, trong cái ngày làm hôn thú hoặc ngày tiệc tùng mà những người đi tham dự họ không cười là một, các bạn không cười, hoặc là nếu mà có cha mẹ tham dự hoặc là bà con trong gia đình mà tham dự mà không cười, bất cứ một lý do gì nó cũng sẽ dễ gây hiểu lầm. Hoặc là hai bạn mà không có tự nhiên với nhau, có nghĩa là ví dụ như cái lúc trao nhận, cái lúc hôn nhau
mà nó có vẻ gượng gạo mà mình có thể thấy được trên hình ảnh. Một khi mình nhìn thấy được thì cái nhân viên sở di trú họ cũng sẽ thấy được. Cho nên đó là những cái vấn đề liên quan tới hình ảnh mà mình muốn chia sẻ với các bạn để ý. Để ý khi mà mình chụp hình cũng vậy. Đối với vấn đề hình ảnh á, không có nhất thiết là các bạn phải chụp hình studio hay là phải nhờ một người chụp hình chuyên nghiệp. Nó phải tùy vào cái tình huống. Ví dụ như nếu như nó là một cái dịp đặc biệt, ví dụ như nó là tiệc cưới, thì các bạn có thể sử dụng những cái hình chuyên nghiệp, có một người chuyên nghiệp chụp cho mình. Còn không nhất thiết là cái hình nào các bạn cũng phải nhờ một người chuyên nghiệp đi chụp, giống như chụp trong studio thì nó không hợp lý. Mình chỉ cần những cái hình ảnh nó rất là đời thường, nó rất là tự nhiên của đôi vợ chồng, và có thể là những hình ảnh đi chơi với nhau, có thể là những hình ảnh sinh hoạt trong gia đình, sinh hoạt với gia đình nhà chồng, gia đình nhà vợ, sinh hoạt với anh chị em trong nhà, thì những cái hình ảnh đó nó cũng thể hiện được là mình đã sống chung với nhau. Cái mục đích quan trọng nhất của mình là mình chứng minh được là hai vợ chồng thật sự có sống với nhau và mọi người xung quanh đều biết tới cái mối quan hệ này của hai đứa. Cái đó là cái mà quan trọng nhất mà mình cần phải chứng minh được trên hình ảnh. Đặc biệt khi mà chụp hình, các bạn cũng phải để ý nữa. Mình biết là nhiều khi các bạn, đặc biệt là các bạn nào mà quen nhau thời gian lâu rồi á, thì rất là ngại chụp hình, rất là làm biếng chụp hình. Mấy bạn mới quen thì cũng xuyên đi chơi và xuyên chụp hình, nhưng mà các bạn mà quen nhau một thời gian lâu rồi á, thì mình lại đâm ra mình ngại chụp hình. Và một cái lỗi nữa là các bạn nghĩ là ồ, tụi tôi quen nhau thật mà, cho nên là tụi tôi đâu có cần thiết phải làm những cái điều đó. Thật sự ra mà nói á, cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng á, nó một cái nó cũng hơi bất công là mình á, đối với bên hồ sơ bên mình thì mình lúc nào mình cũng nghĩ là cái hồ sơ đó họ sẽ nghĩ hồ sơ đó là giả, và cái trách nhiệm của mình là người đầu hồ sơ mình phải chứng minh cái hồ sơ đó là thật. Thì đó là những cái mà các bạn cần phải để ý, các bạn cần phải chứng minh ra cho họ thấy là cái mối quan hệ của mình là thật. Mặc dù nhiều khi mình thấy nhiều khi nó hơi dư thừa, nhưng mà đối với cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng thì nó không dư thừa chút nào hết. Thì các bạn phải để ý tới vấn đề chụp hình, rồi cái vấn đề mặc quần áo cũng vậy, rồi vấn đề chụp hình á, các bạn phải nhớ là nếu như những cái trường hợp các bạn đi chơi với nhau chỉ hai người thôi thì các bạn có thể chụp những cái hình selfie với nhau vẫn được, không nhất thiết là các bạn phải lúc nào phải có cái người thứ ba chụp cho mình. Cho nên là nhiều khi những cái lúc mà các bạn đi chơi riêng với nhau thì các bạn có một người thứ ba chụp hình thì cái hình nó đâm ra cái hình nó nhìn nó rất là giả. Cho nên là các bạn phải để ý những vấn đề về chụp hình như vậy. Rồi quần áo các bạn mặc cũng phải có sự thay đổi, và cái cảnh phía sau mình phải diễn tả được là cái mối quan hệ mình nó trải qua một cái thời gian dài với nhau. Chứ đừng có để là các bạn giống như các bạn dẫn nhau đi chụp hình một ngày, các bạn có thể đi nhiều chỗ trong vòng một ngày, là trên cái hình nó sẽ thể hiện được. Cái hình mình chụp dài ra mình sẽ thấy cái khung cảnh nó khác, ví dụ như có khi mùa đông, có khi mùa hè, có khi mùa xuân, rồi cái tóc của các bạn nó cũng sẽ khác, hoặc là cái khuôn mặt nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Cho nên là những cái đó là những cái chi tiết tụi mình để ý khi mà làm cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng. Ok, cái điều cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó là cái độ hợp lý của toàn bộ cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng của các bạn trước khi các bạn gửi lên cho sở di trú. Nói tới cái điều này thì nhiều bạn khi mà gặp mình á, nhiều bạn cũng rất là khó chịu, bởi vì bên mình hay đòi hỏi phải làm cái này cái kia cái nọ để mà đủ cái hồ sơ, thì nhiều bạn nói ồ tại sao phải làm nhiều như vậy. Thật sự ra để mà đủ một cái hồ sơ về cái mặt pháp lý để mình nộp lên cho bảo lãnh vợ chồng thì nó chỉ cần đơn giản là điền mấy cái đơn, xong rồi làm cái hôn thú, xong rồi có một vài tấm hình, rồi một vài giấy tờ chứng minh là mình có sống chung, thì căn bản nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái hồ sơ chỉ như vậy nó không có đủ. Mình phải chứng minh nó phải hợp về lý và nó phải hợp về tình nữa. Tại vì không có một cái mối quan hệ nào giữa con người với con người với nhau, giữa nam và nữ với nhau mà nó có thể xuất hiện nó có thể nhanh chóng được. Cái gì cũng phải có một thời gian. Thật sự ra mà nói, bên mình làm hồ sơ thì cũng đã có những trường hợp tình yêu sét đánh. Có nghĩa là hai người có thể đi vào chợ, xong rồi một trái táo hay một trái lê gì đó nó rớt xuống, rồi một người lụm lên, rồi người kia gặp nhau, rồi gặp nhau nhìn nhau là yêu nhau. Cái chuyện nó có. Hoặc là cái người có thể là một người đi vô bar gặp một người kia, dẫn nhau về khách sạn ngủ một đêm, rồi là yêu nhau. Cái chuyện yêu nhau sát đánh nó có, nhưng mà để từ cái yêu nhau nó phát triển lên tới vấn đề hôn nhân, nó phải có một quá trình. Không thể nào mà
các bạn có thể cưới nhau xong rồi các bạn có thể quen nhau xong tích tắc rồi các bạn có thể đi đến hôn nhân được liền. Nó là phải có một cái quá trình. Cho nên cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng mình phải nhìn tới cái quá trình tổng thể của toàn bộ cái hồ sơ, chứ mình không thể nào mình qua loa cái hồ sơ được. Ok, cái quá trình hợp lý là như thế nào? Có nghĩa là từ lúc các bạn gặp nhau, yêu nhau, rồi cầu hôn với nhau, rồi đi đến kết hôn, đám cưới, nó phải có những cái cột mốc và nó phải có những cái để mình có thể mình giải thích được, nó phải có những cái hành động để mà nó dẫn tới cái vấn đề đó. Thì trong cái thông thường bên mình làm hồ sơ thì bên mình chịu trách nhiệm viết cái love story, thì trong cái love story đó tụi mình sẽ hỏi những cái chi tiết về những cái cột mốc đó của các bạn để mà tụi mình có thể diễn đạt nó. Có thể các bạn không biết diễn đạt thì bên mình sẽ sử dụng những cái detail đó, những cái chi tiết trong cái câu chuyện của các bạn để mà diễn đạt thành một cái câu chuyện nó hợp lý. Và tùy vào cái hoàn cảnh hồ sơ, mỗi một cái hồ sơ không có một cái hồ sơ nào giống nhau cả. Có những hồ sơ họ có những cái vấn đề, có một cái mối quan hệ trước đó rồi thì mình phải giải thích tại sao mình lại chia tay với cái mối quan hệ đó và tại sao cái người này chấp nhận. Mình phải phù hợp với cái văn hóa của mình nữa. Mình nói ví dụ như nếu như là một người đàn ông châu Á, một người thanh niên châu Á, thì cái văn hóa của mình thông thường họ sẽ không có muốn lấy một người lớn tuổi hơn, hoặc là lấy một người phụ nữ đã có một đời chồng rồi, hoặc là có một đứa con riêng rồi. Thì có thể trong cái thời điểm hiện tại, trong cái thời buổi hiện tại như vậy thì người ta vẫn chấp nhận cái chuyện đó, chuyện đó rất là bình thường. Tuy nhiên là cái văn hóa bao nhiêu lâu nay của châu Á mình là nó không có hoàn toàn chấp nhận như vậy. Thì mình phải giải thích cho cái hồ sơ của mình để mà họ không còn cái gì gọi là nghi ngờ trong hồ sơ đó nữa. Hoặc là những cái mối quan hệ về khác cái chủng tộc, có nghĩa là một người Việt Nam lấy một người Tây Trắng, hoặc là một người Việt Nam lấy một người Ấn Độ, bất cứ một cái đất nước nào khác, thì những cái mối quan hệ mà không có cùng cái đất nước á thì mình cũng phải giải thích, xem thử là cái mối quan hệ đó, hai người đó có phù hợp với nhau hay không, có tương đồng với nhau hay không, về tuổi tác nè, rồi về ngôn ngữ nữa. Nếu như các bạn, một người Việt Nam mà lấy một người Tây Trắng, mà người Việt Nam đó không hề biết tiếng Anh, hoặc là nói tiếng Anh bập bẹ, hoặc là người Tây Trắng nó cũng không hề biết tiếng Việt, thì làm sao để mà hai người có thể nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau để mà có thể dẫn đến cái tình cảm nó phát sinh mà dẫn đến hôn nhân được. Thì những cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy các bạn phải để ý trong cái hồ sơ, và các bạn phải giải thích những cái gì mà các bạn cảm thấy là có thể họ sẽ nghi ngờ. Cho dù nó là những cái chi tiết nhỏ nhất trong cái hồ sơ, các bạn cũng phải giải thích để cho cái hồ sơ của mình nó hoàn toàn đẹp và hoàn toàn hợp lý về cái mặt luật pháp, cũng như về cái mặt tình lý, về cái mặt văn hóa, cả với tất cả mọi thứ, để cho nó hoàn chỉnh trước khi mình gửi lên cho sở di trú. Thì trong bộ sơ hợp bảo lãnh vợ chồng, quan trọng nhất là cái vấn đề đó. Khi mình nhìn thấy cái hồ sơ thì mình sẽ không có bất cứ một cái nghi ngờ gì đây là cái hồ sơ giả. Bởi vì các bạn cứ nhớ là họ, hoặc là bên mình, lúc nào bên mình cũng nghĩ là cái hồ sơ là lúc nào mình cũng nghĩ là mình là giả, và mình phải chứng minh cái hồ sơ đó là thật. Cái trách nhiệm của mình là cái trách nhiệm chứng minh mình là thật, chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình thật cho nên mình không cần chứng minh gì hết. Đó là cái lỗi mình gặp rất nhiều các bạn mà quen nhau lâu rồi á, thì các bạn hay bị cái lỗi đó, là các bạn nghĩ là tụi tôi quen nhau lâu rồi. Các bạn có cái suy nghĩ đó đúng. Nếu như là các bạn đã quen nhau lâu rồi và các bạn có một hai đứa con chung với nhau rồi, và con các bạn cũng 1-2 tuổi rồi, và các bạn có ví dụ như nhà cửa chung, xe cộ chung, con cái chung, những cái như vậy, thì cái hồ sơ nó sẽ rất rất là đơn giản. Mình chỉ cần điền cái đơn và mình kèm những bằng chứng đó thôi, thì mình không cần phải chứng minh cái mối quan hệ nhiều. Nhưng mà đối với phần lớn các bạn là mới cưới và cặp đôi trẻ mới cưới với nhau, chưa có cái vấn đề gì hết, chưa có những cái gì chung với nhau, chưa có con cái chung, chưa có tài sản lớn chung với nhau, thì mình phải chứng minh rất là nhiều. Không cần biết các bạn thật đến cỡ nào, nhưng mà các bạn phải chứng minh rất là nhiều để mà họ tin là cái mối quan hệ này là thật. Ok, thì mình hy vọng với cái video này á, mình chia sẻ với bạn một chút xíu về cái vấn đề
cái vấn đề hồ sơ bản lĩnh vợ chồng, đặc biệt là cho những bạn nào mà đang chuẩn bị hoặc là đang trong cái quá trình làm hồ sơ bản lĩnh vợ chồng mà không có nhờ qua một cái văn phòng tư vấn nào để làm, các bạn tự làm thì các bạn phải để ý những cái vấn đề đó. Hy vọng là các bạn luôn theo dõi những cái video của Justin, và nếu như các bạn có những thắc mắc hoặc là muốn mình làm những cái video về những cái nội dung gì, các bạn có thể comment bên dưới và mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm những video đó để chia sẻ với các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thank you.